Xin mến chào quý vị trở lại với chương trình luật sư Dina Nguyễn thông tin và giải trí cuối tuần với khách đặc biệt, đó là cô Michelle Đỗ của Win Financial. Xin chào Michelle trở lại với chương trình phần 2. Và trước khi mình rời máy, mình đã nói về Michelle tính nói những cái tweet của Tổng thống Trump. Thì thưa quý vị, cho những quý vị nào ở nhà mà không biết tweet là cái gì thì chị Michelle giải thích cho quý vị tweet là gì. Tweet là trên cái mạng xã hội Twitter. Thì đặc biệt là Tổng thống Trump đó là chuyển tới những cái người subscriber. Dạ, lời nói của ổng với những cái thông tin của ổng, ổng muốn chia sẻ tới dân chúng đó, thì ổng nói chuyện qua cái mạng xã hội gọi là Twitter. Cho nên hôm nay ổng có tweet trong cái trang mạng xã hội của ổng là ổng tuyên bố rằng là nếu mà chính phủ Mexico họ không có hành động để họ kiểm soát cái vấn đề mà giúp về vấn đề mà di dân bất hợp pháp. Mà cứ làn sóng người cứ tràn vào biên giới Hoa Kỳ, thì ổng sẽ bây giờ ổng tuần trước thì ông Tổng Trump rất là mạnh mẽ tuyên bố rằng ổng sẽ đóng cửa cái biên giới tuần này, tại vì hơn 100.000 người mà vượt qua biên giới trong cái tháng 3 là cái đó là trong lịch sử nước Mỹ chưa. Nhưng mà cái mà đóng cửa đó thì hình như thì nước Mexico không có ngại gì lắm. Nhưng mà cái phần mà Mexico thấy hơi bị đe dọa về cái kinh tế là những chiếc xe mà Mexico muốn nhập vào Hoa Kỳ, thì Tổng thống Trump nói là nếu mà họ không hợp tác với Hoa Kỳ thì Hoa Kỳ ông sẽ tăng cái giá thuế lên 25% cho cái kinh tế. Thì cái đó nó cũng tất nhiên là nó cũng ảnh hưởng tới kinh tế của bên Mexico, cho nên với cái lời hăm dọa đó mà bên chính phủ Mexico họ cũng có vẻ là họ kiểm soát lại một chút. Nhưng ông Tổng thống Trump đã nói hôm nay là ông dịu xuống bớt, ông nói là cho chính phủ Mỹ trong vòng một năm phải chấn chỉnh lại cái vấn đề mà kiểm soát biên giới, nếu không là ông sẽ đóng cửa một phần hoặc là hoàn toàn cái biên giới. Và đồng thời hiện tại bây giờ ông đang nói tới cái vấn đề mà tariff là đánh thuế, như là luật sư Dina vừa nói. Hình như hồi nãy là Michelle có nói luôn là cái vấn đề mà xì ke ma túy đó là trên cái Twitter, tỷ. Nhưng mà trên cái Twitter hôm nay ông Tổng thống Trump đã nói như vậy, nhưng mà ông chưa có cung cấp cái chi tiết về cái phần này. Nhưng nói mà là ông nói gì? Ông nói là ông sẽ có một cái hình phạt kinh tế cho bên nước mà Mexico với 500 tỷ cho cái thuốc phiện bất hợp pháp đã ship vào qua cái biên giới Southern Border của mình. Thì ổng sẽ không những là Tổng thống Trump, nghĩa là không những Tổng thống Trump á muốn Mexico giúp về vấn đề mà di dân bất hợp pháp, nhưng mà còn giúp về vấn đề ngăn ngừa những cái xì ke ma túy nhập vào Hoa Kỳ luôn. Dạ đúng rồi. Cho nên đó, trên những cái trang mạng xã hội đó có nhiều người ta rất là bất mãn khi mà cái con số người di cư bất hợp pháp cứ tràn sang. Thì nếu mà không có một cái hành động, nếu Tổng thống Hoa Kỳ không có một cái hành động mạnh mẽ để mà ngăn ngừa chuyện này, thì giống như là luật sư Dina vừa nói qua là cái tình trạng là sẽ có trà trộn như những cái người mà khủng bố qua, thì nước Mỹ sẽ trở thành giống như bên Âu Châu, như là nước Pháp trong cái kỳ bạo động kỳ rồi, và chưa kể tới buôn người và ma túy thuốc phiện này kia vào nước Mỹ. Rất là nhiều người trong cái trường hợp buôn người, nhất là phụ nữ và trẻ em, vì họ không có chỗ nương tựa nữa. Nếu mà mình mở cửa cho những cái vấn đề đó thì cái nước Hoa Kỳ không có nhân đạo lắm, tại vì mình mở cửa cho những cái chuyện đó nó xảy ra tại Hoa Kỳ, mà chúng ta là một cái nước và người dân một cái nước có nhân đạo và người dân Hoa Kỳ có nhân đạo, nên chúng ta không thể để cho cái trường hợp đó xảy ra. Mà để nhìn một cái khía cạnh khác, chị Michelle, là bây giờ mình nói về những cái người có nhiều người ở trong đảng Dân Chủ nói là họ binh vực những người di dân bất hợp pháp,
Nhưng mà có những người như là trong cộng đồng Việt Nam chúng ta, họ có một cái suy nghĩ khác. Họ nói là những người di dân bất hợp pháp thì không có đóng góp như là những người di dân mà như là tị nạn chính trị như là người Việt chúng ta. Thì có nhiều người dân chủ người ta giống như là gồm hết vừa di dân bất hợp pháp vừa di dân hợp pháp và nói là Tổng thống Trump coi như là không có đồng ý mà cũng không có ủng hộ những người di dân. Thì cái chúng tôi muốn nói đây không có đúng, thật sự là như vậy. Những người di dân đã thành người dân Hoa Kỳ như là chị Michelle và Dina, còn những người mà di dân bất hợp pháp là bây giờ họ là một cái tệ nạn xã hội và tốn rất là nhiều tiền, và nước Mỹ phải có một cách mà để giải quyết vấn đề, không thì sẽ ảnh hưởng nhiều đến cư dân của Hoa Kỳ và nhất là cái thế hệ sau của mình. Bây giờ để tiếp lời với luật sư Dina, là trong cái tình trạng bây giờ của cái xã hội bây giờ, là những người di dân bất hợp pháp qua đây trên cái trang mạng xã hội đó, người ta rất là bất mãn. Người ta nói là bây giờ những người mà chống đối ông Tổng thống Hoa Kỳ trên cái vấn đề border đó, trên vấn đề xây cái bức tường biên giới đó, thì nếu mỗi một người bên đảng Dân Chủ mà họ chống đối cái quyết định của ông Trump đó, thì họ mỗi một gia đình mà chống đối đó, họ nhận nuôi 5 gia đình di dân qua đây đi, bằng cái tiền lợi tức của họ đi, họ nuôi, họ cũng như bảo lãnh, họ nuôi đi, mỗi một người chống đối cái bức tường thì nhận 5 gia đình di dân bất hợp pháp qua đây để nuôi đi. Thôi bây giờ khỏi nói năm, nhận một gia đình thôi cũng khổ rồi. Bây giờ mình thấy cái số nó cứ tăng dần lên. Bây giờ mình nuôi một đứa con cũng khổ rồi, mà huống chi một gia đình. Bây giờ chị Mai Sao đừng có thách họ là năm gia đình, thách họ một gia đình thôi, hay một người thôi cũng thấy khổ rồi. Bây giờ rồi. Mỗi một cái lá phiếu mà chống cái quyết định mà xây cái border, thì mỗi một người mà vote cho cái vấn đề chống cái bức tường đó, thì hãy nhận nuôi một gia đình di dân qua đây đi, vì lý do nhân đạo. Nếu quý vị làm được điều đó thì nó sẽ công bằng cho cái xã hội này, chứ đừng bắt những người đi làm đóng thuế để cống hiến cho cái xã hội này mà phải làm điều đó nếu quý vị chống đối. Ông Tổng thống Hoa Kỳ, ổng chỉ quyết định để xây cái bức tường không phải cho riêng cá nhân ổng hay gia đình ổng, mà cho đất nước Hoa Kỳ. Bây giờ đó, mình trở lại nhân cái tháng 4 là tháng 4 đen của dân tị nạn chúng ta, mình nói tới một người của đảng Dân Chủ. Nhưng mà mình nói chị nghe là đúng là tháng 4 đen, nhưng mà thật sự á, tháng 4 đâu có đen. Nếu mà mình nói về vấn đề Thiên Chúa Giáo, Chúa không bao giờ, tháng 4 là của Chúa. Chúa đã phục sinh vào tháng 4 thì không có đen. Nhưng mà vì cái xã hội chủ nghĩa đó, họ đã làm cái tháng 4 nó đen cho người dân Việt Nam. Đó. Nên á, mình khi mỗi khi mình thấy tháng tư đen, mình có một cái giống như là một cái sự chi phối trong đó, là đúng mình hiểu đây là một cái tháng tư rất là đau buồn cho người Việt Nam, nhưng mình không có để cái những cái đau buồn đó nó lấy đi cái hạnh phúc mà mình có thể tin ở một cái một của Thiên Chúa, mình có thể celebrate cái ngày phục sinh. Và đó là những cái lý do mà mình có cái sức mạnh để mình phấn đấu lúc ban đầu hồi 75, mà cũng như bây giờ chúng ta vẫn còn phấn đấu. Michelle đồng ý với Dina trên cái vấn đề này, và Michelle cũng xin chia sẻ thêm là 44 năm trước, một vị thượng nghị sĩ của đảng Dân Chủ đã chống đối cái quyết định nhân đạo của người dân Hoa Kỳ là đón nhận những người di tản trong chiến tranh Việt Nam trong cái thời đó, là ông Joe Biden. Ông đã, và một số người bên đảng Dân Chủ đã ví người dân tị nạn di tản của chúng ta là rác rưởi vào cái đất nước của họ. Nhưng mà bây giờ thử hỏi, sau 44 năm chúng tôi nhận nơi đây làm quê hương và đã đóng góp vào cái xã hội Hoa Kỳ, thì mấy người nói là rác rưởi, dân tị nạn qua đây xả rác rưởi trên nước Hoa Kỳ, thì thống đốc Jerry Brown nói vậy. Xong rồi thượng nghị sĩ Joe Biden, lúc đó là thượng nghị sĩ Joe Biden, đã đồng ý và nói ông sẽ ủng hộ rút quân ra khỏi Việt Nam và sẽ không có bầu để đài thọ, hay không có bầu để cho tài chánh cho để làm cho cái chiến tranh Việt Nam nó
nó nối tiếp. Dạ vâng, thì đó, thì trong cái số người dân Tây Nẵng qua đây, người ta nói là rác rưởi, ăn tiền trợ cấp. Một người già, một người cựu quân nhân lãnh tiền trợ cấp xã hội là 800 đồng. Vì sao làm bài toán để cho quý vị thấy rõ, cho Dina thấy rõ là 800 đồng một người một năm là mười mấy ngàn. Yeah. Cho một người tị nạn di tản Hoa Kỳ bây giờ đã trở thành senior là nhưng mà đó, hình như cái mỗi này một, là một gia đình. Bữa hôm đó Dina với Michelle á ngồi trong một cái quán ăn cô bảy đó, cái mình mới nghĩ là mình nói trời, cái tiền mà họ lãnh trợ cấp á, họ làm gì với cái tiền đó, cái mình mới nói cũng lại đổ lại ra cái thị trường thôi. Đúng, với lại đó, mỗi một gia đình tị nạn Việt Nam cống hiến cho cái xã hội này, ít nhất là một người con đã trưởng thành và ra trường với cái thế hệ của họ là ít nhất là một người kỹ sư, ít nhất là một người bác sĩ, ít nhất là một người dược sĩ, ít nhất là một người luật sư như luật sư Dina Nguyễn ở đây. Và mỗi một năm một người luật sư đóng thuế bao nhiêu tiền cho chính phủ Hoa Kỳ? Mỗi một năm tối thiểu là một người con của mỗi gia đình tị nạn chúng ta đó đã cống hiến một người kỹ sư, lương kỹ sư trung bình là 100.000 một năm, 25.000 tiền thuế cho mỗi một cái người kỹ sư đóng góp vào cái xã hội Hoa Kỳ này. Thì thử hỏi, và chưa hết, bao nhiêu tiệm nail, bao nhiêu tiệm thuốc tây, bao nhiêu văn phòng bác sĩ, bao nhiêu văn phòng luật sư đã cống hiến vô cái tiền thuế cho cái xã hội Hoa Kỳ này. Thì xin lỗi các ông thượng nghị sĩ ngày xưa trong đảng Dân Chủ, chúng tôi đã cống hiến bao nhiêu cho cái xã hội Hoa Kỳ này so với cái lòng nhân đạo của các ông với những người di cư bất hợp pháp qua đây. Vâng, và có thêm cái điều nữa là chúng tôi rất là quý mến các ông bà cô chú bác của Việt Nam Cộng Hòa, nhất là những cựu quân nhân, các chú bác đã hy sinh rất nhiều và rất là thương. Và lâu lâu thì có một người hay phê bình nước Mỹ và chỉ trách nước Mỹ, nhưng mà chúng tôi nghĩ đó là cũng một số nhỏ thôi, tại vì chúng ta đã vì nước Mỹ mà có cái nơi, mà cái chỗ mà để nương tựa khi mà chúng ta đã rời khỏi nước Việt Nam, thì không có lẽ nào mà chúng ta xòe tay ra, chúng ta nhận cái sự giúp đỡ đó xong rồi lại chỉ trích cái nước Hoa Kỳ. Thì cái đó là một trong cái mà chúng tôi không đồng ý. Nhưng mà ngoài những cái số nhỏ đó thì chúng tôi rất là thương các cựu quân nhân và rất là cảm ơn sự ủng hộ của từng người mà đã liên lạc với chúng tôi và cho chúng tôi nhiều ý kiến, cũng như là cái sự mà đóng góp tinh thần cho chúng tôi biết là chúng tôi đi một cái con đường rất là một cái con đường nói là chính nghĩa, một cái lập trường mà quốc gia, thì chúng tôi hiểu là cái gì. Chúng tôi, quý vị sẽ thấy chúng tôi không có lên tiếng nhiều, và khi nào chúng tôi lên tiếng thì phải là đúng và đáng thì chúng tôi mới lên tiếng. Thì nếu mà quý vị nào có muốn chỉ trích gì hay là muốn xây dựng đóng góp ý kiến xây dựng thôi, thì quý vị cũng có thể điện thoại cho chúng tôi là 714-657-2425, 714-657-2425. Chúng tôi sẽ đón tiếp quý vị, và cũng như quý vị nào mà có thắc mắc về luật pháp và không có người tâm sự và muốn hỏi ý kiến chúng tôi, thì quý vị cũng có thể điện thoại cho chúng tôi. Và sau đây chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông tin thương mại và sẽ có nhiều cái sôi nổi hơn nữa mà chị Michelle đã để dành cho quý vị tới cuối tuần này.